Ok. Mở sách vở ra con. Ô, cô Vâng. vẫn chưa nhìn thấy ra. Cô vẫn chưa nhìn thấy ra An gian ạ. Con nhìn thấy chưa? Rồi, cô nhìn thấy rồi. Trời, Gian sáng dậy lúc mấy giờ đấy? What time do you wake up in the morning? Con vừa mới dậy. À, thế hả? Vừa mới dậy á? À, từ sáng giờ cô đã dạy được ba bạn rồi đấy. Buổi học thì con sẽ được xem một cái clip liên quan tới chủ đề học nhá. Ok, đợi cô một chút. Thì mình thấy là cái này nó cực kỳ hữu ích cho những Nào mình sẽ xem nhá. Cultures of the world for kids. Hey kids, when you look around at the people in your neighborhood or town, who do you see? How would you describe the people that live nearby? Are they friends? Part of your family? Strangers? Some of them might be boys or girls, some adults, and some kids. Some people might be tall, others short. Some might go to your school, while others might go to a different school. Some may have brown or black hair, the same skin color as you, or maybe a different skin color. Perhaps they wear formal clothing, or t-shirts and jeans, or maybe even something more unusual. Depending on where you live, the people in your neighborhood or town might look a lot like you. Or they might look different. Maybe you live somewhere where there is a mix of people of all colors, shapes, sizes, and behaviors. The bottom line is that everyone is different. We are all unique individuals. And just as there are things that you enjoy doing, foods you and your family like to eat, holidays that you celebrate, and a religion that you may be part of, people all around you have their own set of things that they like to do as well. All of those things, the way people live their lives and the things that they enjoy doing, are part of their culture. A culture is a special and unique way of living. All the things that people do and believe, and the activities that are important to them, make up the culture that they belong to. Many people build their life and their identity around their culture. Can you think of a friend or someone you know that belongs to a different culture than you? What do they do with their family that's different from what you do? There are many, many cultures in the world, and no culture is better than any other. While many of your neighbors might belong to a different culture than you or your friends, all of us can live side by side and respect each other. Different cultures make up communities, and communities make up society. Society is a collection of different people from different cultures. All living together and following the same rules. Different societies make up different countries. And ultimately, those countries make up the entire world. So now, you know that there are different cultures all around you, even in your own school or community. For example, in December, some people you know might celebrate Christmas, others Hanukkah. Still others might take part in Kwanzaa, St. Nicholas Day, or St. Lucia Day. Again, others might celebrate holidays you've never even heard of, or none at all. All year round, there are holidays, parades, shows, and events that different cultures celebrate or attend that others do not. Every culture has its own unique manners, styles of dress, language,
religions, celebrations, ethics, and other things that are special to them. So how can you tell what culture someone belongs to? Well, it's important to remember that the color of their skin or the way they look does not define their culture. The best way to find out what culture someone belongs to is simply to ask them. Have a conversation. Find out more about them. Maybe you have some things in common. Perhaps their culture and yours have some of the same likes and dislikes, or hobbies, or foods. Maybe not. Either way, it's good to share these things so you can learn more about the people around you. So what are some of the cultures of the world like? Let's start with America. Some of the foods that are part of the American culture include pie, banana splits, hamburgers, hot dogs, and fried chicken. Other American populations have different preferences. For example, in the Southwest, there is a mixture of Spanish and Mexican foods. Religions in American culture include Christianity, Judaism, Islam, Buddhism, Hinduism, and others. Americans celebrate Christmas, Thanksgiving, Halloween, Easter, St. Patrick's Day, and others. American sports include football, baseball, basketball, soccer, and hockey. We have lots of different ways of dressing, but American culture is most known for our jeans, t-shirts, shorts, and sweats. All of those things help define American culture. Here are some other cultures and things that help define them. This is Africa. The food across Africa is usually spicy, with intense flavors, and the food can be very exotic as well. They eat many different things that Americans don't. Religions in Africa include Christianity and Islam, but many of the people in more remote parts of Africa practice their own local religions. Celebrations include Kwanzaa, Yamade Kese, Sed, and Osiris. There's music like samba and reggae. Believe it or not, there are 11 official languages in South Africa, which is a real rainbow nation where many cultures all coexist. In fact, one-third of the world's languages are spoken in Africa. Their art consists of colorful paintings and beautiful ceramics, and the main themes are marriage, mother, and child. Unlike American culture, 41% of children aged 5 to 14 work in Africa. What about the French culture? Maybe you know someone French. Some of the elements of their culture include complex foods with heavy sauces, elegant and professional clothing, like scarves and long coats and dresses. In French culture, religions include Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, and Hindu. Art and history can be seen in many churches and public buildings. The Chinese culture has its own unique characteristics, one of the most prominent being its exceptional food, which includes lots of sauces, unique spices, rice, fish, red meat, and even scorpions and snakes. The established religion of Chinese culture is Buddhism, and there is a lot of Buddhist art there. They drink a lot of tea, which is often used as medicine. The Chinese New Year happens every spring and is marked by a bright and colorful 15-day festival with a dancing dragon and fireworks, parades, and more. The Chinese culture has 6 different languages, but Mandarin is the most widely spoken. You can thank Chinese culture for martial arts like Kung Fu, Silk, the animals of the zodiac, philosophers like Confucius, and other things that have spread around the world. Finally, let's talk about the Spanish culture. Their food often includes olive oil, garlic, and onions. They usually serve wine during dinner and bread with nearly every meal. Fruit is the main dessert. About 80% of the Spanish are Roman Catholic, which is a form of Christianity. An important week in the Spanish culture is Holy Week, which comes before Easter, in which there are large parades and religious events. Spanish culture has colorful architecture, grand churches, and even the running of the bulls. Now that you know some of the elements of various cultures,
It's important to note that cultures are complex and that no single aspect of a culture defines it. They can be so local that different people in different parts of a country can have vastly different things that they cherish and celebrate. In America, you have Native American culture, African American culture, Cajun, Creole, and others. In Greece, a child throws a lost tooth onto a roof for good luck. Japanese children cover their belly buttons when they hear thunder. In Indonesia, people point with their thumbs. In Russia, Father Frost brings children presents on New Year's Day. In the Brazilian culture, New Year's Day is usually celebrated with a bowl of lentil soup. Now that's a tasty New Year. During the Italian carnival, people throw oranges. All of those things are unique to the cultures that do them and are a part of what makes those cultures special. Respecting other people's cultures, trying to learn about them, never stereotyping or mocking them, and living in harmony with them is the first step in becoming friends, having greater humanity, and creating a peaceful world for us all to share. Thanks for following Clarendon Learning. Be sure to subscribe. For more free resources, check us out at clarendonlearning.org. Okay, class. Lan ơi, con đâu rồi? Con đây. À nào, mình giao tiếp nha. Xong rồi. Thế xem xong video clip đấy có học được gì từ nền văn hóa của các nước không? Con không. Này giống. Con không hiểu. Không hiểu? Ơ, cô bật dịch cho con rồi thầy. Nhưng mà lướt nhanh quá. À, thế à? Ok. À, con chỉ cần tập trung một chút là con có thể theo kịp được đấy. Được chưa? Thì cái clip lúc nãy của cô mở cho con ấy, nó nói nó giải thích cho con thế nào là văn hóa và văn hóa của một số các đất nước phát triển nổi bật để thế nào. Ok, nào bây giờ mình sẽ học tiếp nha con. Được. Nào mình sẽ đến với bài tập số 3. Study the grammar box. Look at the words in bold in the dialogue. Find and analyze things which are mentioned the second time in the dialogue. Thì bây giờ con sẽ học cái phần ngữ pháp này, được chưa? Hãy nhìn các từ được in đậm trong đoạn văn và tìm vào cái chân những cái thứ nó được nhắc tới 2 lần trong đoạn văn. Thì chúng ta có các từ được nhắc lại 2 lần ở đây nè. Chúng ta có các từ được in đậm là từ an angel, a note, a tomb, a gate và a library. Đúng chưa? Đúng chưa con? Ừ, đó, đúng rồi, đúng không? Thì tiếp theo, chúng ta có an angel đúng không? Vậy sao người ta lại nhắc lại angel tiếp nhưng mà người ta sẽ lại sử dụng là từ the angel đúng không? Nào, tiếp theo. À, đây, người ta nhắc tới a note lần đầu tiên nhưng lần thứ hai người ta nhắc lại và người ta sử dụng là the note. Thế vậy thì chúng ta sẽ có một cái hiện tượng ngữ pháp gì? Đầu tiên, khi mà lần đầu chúng ta nhắc về một thứ, một vật thì chúng ta sẽ sử dụng mạo từ là a hoặc an. À, Gia An có đang bật camera không con? Không có. Ừ, chắc là nó bị lag, nó không hiện lên đấy. À, cô nhắc lại nhá, nhớ cho cô này, khi chúng ta nhắc tới cái gì đó lần đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ sử dụng a hoặc an, đúng chưa? Chúng ta cô có ví dụ này, you have to find a place, chúng ta cần tìm một địa điểm, hoặc là is there an island here, có một cái hòn đảo ở đây không? Thì đối với những cái thứ, những cái vật mà được nhắc tới lần đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng mạo từ a hoặc an, đúng chưa? Đối với những cái thứ hoặc là vật được nhắc tới lần thứ hai chúng ta sẽ sử dụng mạo từ là the thay thế cho a hoặc an, được chưa? Ví dụ người ta nói là you have to find a place, nhắc lần đầu rồi, khi nhắc lại lần thứ hai người ta sẽ sử dụng là the place, then you go to the place, và tương tự let's go to the island, the island. Con đã hiểu không? Nhớ cho cô nhá, khi mà đối với những cái thứ, những cái vật được nhắc tới lần đầu tiên thì mình sẽ sử dụng từ nào con? Hoặc ân, đúng chưa nào, rất tốt. Thế đối với những cái thứ, những cái vật được nhắc tới lần thứ hai thì mình sẽ sử dụng từ nào con? Từ nào con? The. Được chưa nào?
Được chưa? There, okay. Nào bây giờ ghi vào vở cho cô. Cô ghi xuống bên dưới này nha. Với những thứ, những vật nhắc tới lần đầu tiên. Cho ra bên này. Ở đâu nhỉ? Lần đầu tiên. Đã sử dụng. Hảo từ là ơ hoặc là ân. Chưa? Đối với những cái thứ vật được nhắc tới lần thứ hai, ta sẽ sử dụng là giờ. Nào, Khánh An, ra An ghi ở vở cho cô nhá. Được không con? Ok, con ghi đi. Con ghi đi con, khi nào con ghi xong con bảo với cô nhá. Được không? Ok. Ôi, có xong rồi. Ok, rất tốt An, rất giỏi. Nào, bây giờ nhá,
sau khi mà cô đã hướng dẫn lý thuyết cho Gian rồi, đó chính là những cái thứ, những cái vật được nhắc tới lần đầu tiên thì mình sẽ sử dụng là ơ hoặc ân, có nghĩa là một đấy, thấy chưa? Những cái mà được nhắc tới lần thứ hai thì mình sẽ sử dụng mạo từ gì nhỉ? Đúng rồi, rất tốt. Mình sẽ sử dụng mạo từ giờ, đúng rồi. Thì Gia An sẽ áp dụng và làm cái bài tập 4 cho cô. Được chưa nào? Bài tập 4. Đó chính là bài về con sẽ điền ơ, ân hoặc là giờ đấy. Rõ chưa nhỉ? Ok, thế thì Gia An hãy điền cho cô được không? Con hãy điền vào chỗ trống từ đúng là con sẽ chọn là ơ, ân hoặc là giờ. Thì cô nhắc lại nhá. Thì nó ơ thì nó đứng trước ân, đối với từ ân. Ân thì nó khác ơ ở chỗ nào? Thì từ ân nhá. Mạo từ ân thì nó sẽ đứng trước, sẽ đứng trước một từ bắt đầu bằng nguyên âm. Nguyên âm là gì? Nguyên âm là các âm như là A, là E, là O, là I. Nào, A còn gì không? Uể oải. O, A, I. À, còn U nữa. Được chưa nào? Đó, thì đây là những cái từ mà, đây là những cái nguyên âm. Được chưa? Còn từ ơ nó sẽ đứng trước các từ còn lại thôi. Được chưa? Con nhớ nhá, những cái từ nào mà nó có bắt đầu bằng ơ, ân, o, e, i hoặc u đứng ở đầu thì mình sẽ sử dụng là ân nhá. Được chưa? Như Gia An nhớ chưa con? Ừ. Ok, bây giờ con áp dụng và làm bài tập 4 cho cô nhá. Con làm đi, khi nào làm xong thì con gọi cô. Cô ơi cô. Ơi con. Bài 4 ở đâu hả cô? Đây đây con. À đây. Bài 4 này. Cô ơi. Sao con? Con nghĩ là xong rồi. Xong rồi á? Nhanh đi con. Nào bây giờ cuốn chữa nhá. Số 1 con điền gì? Ơ ạ. Ờ đúng rồi. Số 2 giờ. Đúng rồi, rồi. Số 3 ông đâu không? Số 3 giờ. Đúng rồi, đúng rồi. Have you got a smartphone? Where did you buy the phone? What do you use the phone for? Được chưa? Lần thứ nhất nhắc tới cái điện thoại mình sẽ phải dùng là ơ. Lần thứ hai nhắc tới lần thứ hai và nhiều hơn lần thứ hai thì mình sẽ sử dụng là the. Được chưa nào? Câu số 2 con. Ơ. Đúng. Số 2. Ờ, giờ. À, quên nhầm. Either. Ơ.
statue, đúng rồi, of a famous person in your city. Where is? Giờ. Đúng rồi. Who is? Giờ. Đúng rồi. Câu số 3. Finger. Ân. Sao lại là interesting mà, nó bắt đầu bằng âm y đấy. Được chưa? Thì mình sẽ là ân, được chưa? Think of an interesting city. What is the name of the city, đúng chưa nào? Được nhắc lại lần thứ hai cái thành phố rồi. Số 3. Where is the? Đúng. Is there? Đây là a police in the city, đúng chưa nào? How old is the police? Như nào? Câu số 4 con. Câu số 4 là a country. Đúng. Tiếp. The country. Đúng rồi. Tiếp. The country. Do you know a famous person from this country? Who is the famous person? Được chưa nào? Nào, tiếp tục bài tập số 5 nhé. Trong bài tập số 5 thì con sẽ chọn một chủ đề trong exercise 4, một trong những cái chủ đề của bài tập số 4, sau đó hỏi những cái câu hỏi về chủ đề đó. Được chưa? Hãy thay đổi những cái câu hỏi nếu cần thiết, thì cái này cô sẽ bỏ qua cho con. Bởi vì là cái này là ví dụ con sẽ làm bài tập số 1 là nói về cái điện thoại chẳng hạn, đúng không? Nói về cái điện thoại thì con hãy nghĩ ra một cuộc hội thoại là con nói chuyện với bạn của con về cái chủ đề điện thoại đấy. Được chưa? Nhưng mà nó hơi tốn thời gian, chính vì thế nên là mình sẽ đọc luôn cái cuộc hội thoại mà người ta lấy ví dụ nhá. Được chưa? Hội thoại A này. Is there a statue of a famous person in your city? Có cái bức tượng nào về một người nổi tiếng ở trong thành phố của bạn không? Yes, there is. Có đấy. Where is the statue? Thế cái bức tượng đó ở đâu? It's near Hoàn Kiếm Lake in Hà Nội. Nó gần Hồ Hoàn Kiếm tại Hà Nội. Who's famous person? Thế cái người nổi tiếng đó là ai? It's King Lý Thái Tổ, đó là vua Lý Thái Tổ. Được chưa nào? Tiếp nha, mình sẽ đến với bài tập tiếp. Listen and vocabulary. Phần này là phần nghe và từ vựng. I can identify the main ideas and specific details in a conversation. Tôi có thể xác định được các ý chính và các chi tiết cụ thể trong cuộc hội thoại. Được chưa? Nào, phần đầu tiên, study the vocabulary box. What types of communication can you see in the photo? Write the words from the vocabulary box in the correct column of the table below. Thì đây, trước khi làm bài tập này thì mình phải xem là các hình ảnh bên trên nó nói đến những cái loại giao tiếp nào. Đúng không? Đúng không con? Đúng không? Thì giờ mình sẽ xem nó nói đến cái loại nào nhá. Thì đầu tiên, hai bạn nên... trong hình ảnh thứ nhất là gì đấy? Các bạn là đang nói chuyện. Nói chuyện trực tiếp đúng không? Thế nói chuyện trực tiếp là gì? Texting. Phải. Texting nó là nhắn tin mà con. Nó là face to face conversation. Làm một cuộc hội thoại trực tiếp mặt đối mặt, được chưa? Face to face nghĩa là mặt đối mặt thì nghĩa là trực tiếp đấy, được chưa? Thế hình ảnh B thì sao? B là nhắn tin. Đúng rồi. Thế nhắn tin là gì? Là writing. Cô ấy đang nhắn tin đúng không? Nghĩa là viết tin nhắn đấy. Text message. Được chưa nào? Được chưa? Thế cuối cùng là gì con? Cuối cùng là đang theo phone. Rồi, talking on mobile phone, đang nói chuyện trên cái điện thoại. Được chưa? Mobile phone. Đó chưa nào? Ok, bây giờ tiếp nhá. Mình tiếp này. Mình sẽ write the words from the vocabulary box in the correct column. Thì bây giờ đây chính là cái vocabulary box này con. Đây chính là vocabulary box. Nhiệm vụ của con là con sẽ phải xem viết nghĩa, viết cách đọc viết nghĩa của các từ này. Được chưa nào? Được chưa?
Rồi sau đó là con sẽ cho vào các cột đúng như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc nghĩa nhá. Thì đầu tiên là conversation. Thì conversation là gì? Cái này cô không biết. Cuộc hội thoại, được chưa? Nào, conversation là cuộc hội thoại. Dạ. Tiếp theo chúng ta có email. Email là gì? Tin nhắn. Thư điện tử. Để xem nào. Tiếp theo Facebook post. Post là gì? Là post Facebook. Gọi là bài đăng. Thấy chưa? Nhưng mà Facebook post nó là bài đăng Facebook, còn Instagram post thì nó là bài đăng Instagram. Thấy chưa? Tiếp theo letter là gì con? Letter nó là thư, nhưng mà thư này là thư viết tay con ạ. Thấy chưa? Nhớ cho cô nhá, thư này là thư viết tay. Tiếp theo phone call là gì? Mấy cái từ này con có biết đâu. Cuộc nói chuyện điện thoại. Đấy thế nào. Card là gì? Biết đâu. Postcard. Postcard là gì nhỉ? Này con không biết luôn. Ok. Postcard chính là cái bưu thiếp. Theo Sky call là chính là cuộc gọi trên Sky rồi. Cái này con biết rồi đúng không? Text message. Nhắn tin. Thế nào? Còn tweet là gì cô biết không? Con không luôn. Okay. Thì chúng ta có từ tweet. Cô ơi cô, mic của cô nó cứ ngắt đi cô ạ. Thế á? Con nghe rõ chưa? Lúc thì nghe rõ, lúc thì không ấy. Lúc thì tịt luôn. Bây giờ con đã nghe rõ chưa? Lúc nghe rõ, lúc không. Nhưng bây giờ con nghe chưa? Được. Ok. Tweet là kiểu đăng tải một cái gì đó ấy. Tweet là viết hay đăng. Viết hoặc là đăng một thứ gì đó trang cá nhân của mình. Nào, ok. Nào, bây giờ con sẽ viết từ mới này vào vở nhá. Để cô chuyển ra chỗ khác, cô dễ nhìn. Ơ, đâu rồi? Con đã nhìn thấy chưa, Giang? Con nhìn thấy rồi. Con viết vở đi con. Viết vở đi con. Con.
Cô con xong rồi. Ok, rất tốt. Thì bây giờ Khánh An sẽ làm tiếp tục một nhiệm vụ khác cho cô, đó chính là con sẽ cho các từ này, sắp xếp các từ này vào hai cột. Cột đầu tiên, con sẽ chọn các từ mà liên quan tới speaking là vấn đề nói, cái hình thức giao tiếp nào là nói và hình thức giao tiếp nào là viết. Khánh An hiểu không con? À, Gian hiểu không con? Con hiểu không con? Ok, là con sẽ sắp xếp cho cô ở hai cột này, sau đó cô sẽ chữa nhá Khánh An nhá. Vâng. Ok, rất tốt. Ngoan. Nào làm đi con. Cô. Sao ra An, con xong chưa? Con đi vệ sinh. À ok, con đi đi con.
Con ơi. Con đi vệ sinh xong rồi. Ok, cô chữa bài nhá. Vâng. Ok, nào, con làm như nào? Cột 1 con bao gồm những gì? Nó cũng là cột mình sẽ nói chuyện được đấy. Nó sẽ là conversation. Đấy, gì nữa? Là phone call. Phone call. Phone call và Skype call, được chưa? Ví dụ như cô với con là đang nói chuyện với nhau đúng không? Thì đây là mình qua Skype call ấy, để xem nào. Còn writing thì sao con? Email gì nữa? Text messenger. Text message, tweet này. Con xem con đã làm đúng chưa nhá? Cô đọc nhá. Email này, Facebook post này, postcard này, text message này và tweet, đúng hết chưa con? Đúng hết rồi. Ok, rất giỏi. Ok, được rồi. Ok, so buổi học hôm nay nó sẽ chỉ tới đây thôi. Và về nhà Gia An có bài tập về nhà ngày hôm nay, được chứ Gia An phải học thuộc tất cả các bài, tất cả các từ mới mà cô đã đưa cho Gia An. Được không con? Vâng. Ok, được rồi, rất là tốt. Ok, so it is the end of the lesson today. Goodbye, see you next time. Bye bye con. Xin chào cô.